nè. Hôm nay mấy anh em mình ùa về tuổi thơ chơi chọi lon ăn cả nhà. Cả nhà nhớ theo dõi cho anh em mình một like, một kênh, đăng ký kênh nha cả nhà. Rồi bây giờ mấy anh em mình thi. Mình thi cái lượt chơi đây mấy anh em biết rồi. Rồi bây giờ mình thi đi. Mấy anh em này ai cũng biết lượt chơi hết rồi phải không? Rồi bây giờ đó ai. Đi. Rồi bây giờ ai thi trước thì đi. Ai dưới mức chăng nha. Đây đi, hai đi ba đi. Đây đi trước. Rồi, thôi chăng luôn. Trời ơi. Chết á.
Đừ đừ là chắc cú luôn. Đấy nhau con chết không? Có, chết rồi. Rồi, không có ai đợi vậy nè. Không có ai đợi vậy nè. Cái nào chắc nó chọn. Chọn đi bếp cưng. Chọn đi. Chọn đi. Chọn đi. Chọn đi. Chọn đi. Tính lộn từ thằng. Đây là. Đi chọn giò tao. Cưng con lông. Bắt đi, bắt luôn đi, bắt chạy vậy. Ba em. Ba em. Chúng ơi, chúng ơi. Bốn em. Ba. Chết nó cưng rồi. Ủa thằng Giang, ủa thằng Giang dữ. Nhưng mà chết chắc rồi, đừng nói với nhậu. Lắm đi, lắm đi. Đúng là con trai của ta. Cá lông. Cá lông ơi. Con ngã đây rồi. Cá lông. Ủa ai cho lấy dép đá lon hả? Bảy chết rồi dây vậy ta đừng. Không giao vậy. Không giao đừng. Chết rồi. Bắt là tay dí đây đá lon đừng cho hậu. Không cho đá lon. Cái từ mới chui nữa. Rồi chơi từ vui không chơi. Rồi vậy là không được, vậy là chết rồi. Nhưng mà hãy chơi từ từ khi đợi á, từ chơi đá lon liền á, khi đợi chết. Ai chỉ ngọn lộn mèo rồi. Tại từ giờ mà anh không chăng rồi, tại chăng chết à? Chăng đi mà không cho đá lon phải không? Ai cho đá lon được sao không? Rồi. Làm gì bắt cho đá? Chỉ xuống mất ngày trời lên thôi. Má mà nghĩ nhiều khi lộn dép lên vậy là tới ngồi người chạy người tạt mất hồi biên những thời gian chạy lòng đít luôn. Má chạy xanh mặt luôn. Má tao té cái gần chết à. Xỉu luôn. Máu không à. Xa quá mà. Lòng xa quá phải gần cầu xíu ra. Nhật ơi. Con già ơi. Trời ơi. Trời ơi, trời. Đi đâu vậy? Chưa đi chưa cùng. Cứu về đi em ơi, cứu về. Dạ. Không ai dây xả. Không được dép mà dây xả. Cuối lên Phi. Mày chọi gì tao ở đâu không hả? Phi chọi đâu không à? Chưa đi chưa cùng. Ra đây. Vô. Trời ơi, quay lưng ông rồi Phi. Rồi nè em. Cứ lưng bên kia. Chết chạy quá à. Má tuổi rồi. Con chọn chính xác rồi mà không? Mập quá. Chạy chết mày té chết rồi. Tao mới té chết. Có gì cứu mùa gì không? Có mùa gì chết tạo quá tại rồi. Ui. Bà thả gồng lắm
trời ơi, cứu anh em ơi. Đi đâu? Đừng rồi. Có thằng Đừ rồi. Đừ cuối không? Quay lên, quay xuống rồi. Đi về về á. Bay nhẹ. Cái đổ qua tôi chăng quá. Chạy mệt quá. Ôi, trời ơi. Nhẹ quá, chạy được. Ê, cái lông chảy sữa. Ừ, bình thường. Cái lông chảy sữa. Cú nè. Cú nè. Cú nè. Cú nè. Chạy về, chạy về em ơi, chạy về em ơi. Bắp cái gì mới vui chứ. Bắp lên miếng luôn. Bắp đi. Bắp lên hết rồi, chết, chết. Ăn cung quá. Mình đi tới vừa đó nha. Ừ. Một. Đi 5 năm bắt được bên 5 thôi à. Chị kia đứng dậy đi. Năm nha. Một. Đi tới 5. 2. 3. 4. 4. Ông mà. Ông mà. Chắc thở rồi. Ông mà đi rồi. Ông mà nè. Ui, hên quá. Xin lỗi. Mà nó để đứng đo mình chết anh em ơi. Mà cũng chết luôn rồi, chạy ra nổi. Trời nãy giờ không trúng cái nào nè. Sao lộn nổi, lộn nổi không mà. Má. Ê. Má. Chơi chi trả thù kì vậy. Nó không bắt đâu mà chạy dữ hả. Không bắt mà. Bà này không bắt, đặt thả đi. Đừng có kinh. Đừng có kinh. Để phẩm chết xong rồi. Anh ba kìa, sao bắt được. Ông ngộ ông lấy gì lắm. Ông ngộ ông làm gì mà. Không chết nổi đâu, trời ơi ba, cứu nó ba. Cứu, nè. Trời ơi. Phi hết đi vòng rồi. Ổn quá, Phi trội đập luôn à. Phi bên kia. Chơi chào đến anh ba, chào lại, giúp trắng cho mấy không? Trời ơi, Quyên còn khóc kìa, thảo qua. Cái giò ra, cái giò ra. Cái giò ra đi. Tôi nói là hứa tôi chọi vô cho bò tôi về đó. Né, chọi nè. Ở đâu cũng vô nội. Quá mệt. Không cho Quyên ra đâu. Rồi lấy về lá đi. Đá đi. Vô lại về đây đi. Anh chạy hết nổi rồi. Không, con chạy rồi. Chạy hết nổi rồi. Mập chết à. Chạy đi đi. Tới vòng về xong. Hello. Bao mất mắt hơn kìa. Còn chiếc nằm trong cái đó mà khỏe rồi. Như quay hả? Như quay đó, quay đó lon em ơi. Đá mày đi. Ủa, đá sao được vậy, lên cạnh em không này đá sao. Ủa, mấy vô hả? Anh em bắt luôn. Nó lon mà sợ gì. Dầm vậy? Dầm xin lỗi cái lon đi. Để chứ cái bắt mày á. Em mệt rồi, em không dí ai đâu, chạy về đi. Không máu. Đá luôn. Đá luôn Phi. Anh phải giữ tao nguyên đá luôn, sao bắt được Phi?
giờ mà có quyền bắt nó chết. Giờ em dí là em đụng là nó chết. Dạ dạ tắt cái này. Rồi. Mày nó chết. Tôi dí là tại dí quá trời. Bây giờ xong nó không nổi. Mày dí nó chết. Tôi dí là tại dí quá trời. Bây giờ xong nó không nổi. Mày dám em dám dí ba rồi. Sao không em đâu đi đâu. Bây giờ mới đầu. Sao không em đâu đi đâu. Bây giờ mới đầu chứ. Sao không chạy chiều vậy? Nói. Đang bệnh mơ hết. Không có bệnh. Bệnh à. Ít có cái nữa nè. Chọn hai cái Nhật. Hai cái anh ba. Thủ bộ. Thủ bộ. Ông A đây. Nè. Trời, 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 cái nữa đây, cái nữa. Nghe được, nghe được. Gì cái tên nó không nhớ ta. Bắt đầu tôi cản lại mấy anh em mình. Đầu mình, sao? Nè, ôm như này là bắt cổ máy. Chạy gì mệt. Chạy, mệt quá, chạy hết nổ à. Mệt ơi. Đó chứ. Không có nổi. Chạy gì đó, đá dép cái gì, chạy gì nó dép đi. Đó đi. Đâu phải không có biết chơi đâu. Đó, đó. Dùm dùm nó mà cười đi. Cú anh em hết đi. Cú nè. Quá là cái đường chạy rồi. Nè. Không phải gì mẹ. Chạy gì vậy trời. Không mà bắt đi cưng. Bắt cái đường đi rồi mà. Có cây 3 phút ra chạy đi trời. Tại mệt. Mà mệt trời mệt. Gần quá tôi bắt đường tôi ra là bắt mất rồi. Hai người mỗi người bán đâu chạy gì được chứ đâu. Bảo không dám mà. Hai người. Dám không? Hai người bắt người đứng đây. Nè, ví dụ người đứng đây nè. Hiểu không? Né ra được nè. Em không dí được nữa. Không phải là vậy. Nhưng mà em biết được nè. Anh Duy nằm ở trong cái lon mà em dí được rồi. Tay số đi. Đi 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 chỗ để nó bắt nó chạy được nè. Hai người đứng đây cứ nhìn mình né xung quanh. Ờ đó làm trò đi. Bắt bắt trời. Mẹ. Ô hay quá đi. Chạy tiếp với nó chờ tiếp mình chạy không vậy? Mình là gần nhất cái đó chứ mày ai đâu. Mày mấy tuổi tôi chưa gặp cái trường hợp nào như trường hợp này. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, bắp chạy ơi. Một người đứng như thổi chạy. Đứng yên rồi. Đứng hết là chết á. Đi. Đi cái nồi. Nó lộn ghép. Mình chạy dữ vậy, mình chạy quá, quên vừa rồi. Trời ơi. Mình dẫn cái ghép ai đâu. Dạ chứ ai, đúng đó trả lại nữa. Chờ tới đó quay ngược trả lại. Ai chưa chừng, cao mới dắt. Vô đi em ơi. Trời ơi. Trời đi. Hồi nãy là cho chạy được luôn rồi đó. Đi giọng đi, đúng 2 phút rồi, giọng lon đi. Lon đi, giọng người ta chạy về hả? Đúng 2 phút giọng lon đi lại. Giọng chạy về nghe anh em. Lon lon đi, đi lại cái chứ. Ờ, à, đúng rồi. Đúng rồi. Ê, cái gì sao lưng lấy tiền nè nghe. Thấy mệt quá rồi mà anh chạy là không nổi nữa giờ. Canh thỉ chứ coi. Mẹ nó, ném về đường không đó. Đứng đây sao bắt sát bên nó chạy nó lẹ ở đây chạy nó cũng ném hết hai phút chưa 2 phút mà mới 2 phút giờ là chưa 2 phút mày mới 2 phút mà lên mà ông Giang 2 phút là có giọng đúng rồi chứ vậy hết người giọng liền sao được để cho người ta thời gian lựa có người bóc ghép mà đâu giọng đâu anh em tôi cản rồi anh em đứng đây nè dí cái gì mà dí chạy đi chạy thằng sao đứng gần đây chứ chạy em ơi nó đâu anh em ơi nó đâu ủa sao đâu động lon được đâu yêu cầu chứ bắt được đâu 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 bệnh đâu 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 ơi đâu đâu chào anh hôm nay em vừa giờ năm nay vừa họp về những trường hợp này chứ không chữa hết à.
Đi để không? Để không? Dạ đâu, bộ đứng đây tới cản. Cản cũng biết chứ, chứ anh nghĩ là anh dí hả? Chắc là dí hả? Ừ, nó khiến người hồng dễ cản cái đường luôn. Dễ gì mà ăn được anh ba? Dễ gì mà ăn được anh ba? Thảo thảo dịch ba chưa dịch ba không phải đạp xuống cái cây. Cái cây mà bình thường mà. Tao nó té lăn của mèo. Chịu à. Lăn không lại vô. Thảo ma ơi. Dép này là của chủ nha. Mình phải chạy đi thú về cả nhà anh chọn một con. Em đứng đụng lên lết đó dễ đứng con lắm nha. Mày nó phi. Cản này. Trời ơi. Dây dây, cố dây. Anh ơi, đừng bắt em nha. Cản nè. Anh ơi, đừng bắt em nha. Anh đừng bắt em nha anh. Đứng dưới đây là đâu rồi nào vô. Con kéo màu nó sao sắp đạp sao chạy. Sao chạy. Đi xem nha nè. Chạy đi. Đứng không? Mẹ không vô.
coi. Ui giời. Quá đúng vậy. Wow. Quá giờ ơi. Hay quá ơi. Mình chọi xa quá. Nó lụm lên. Hay quá giờ ơi. Vô em ơi. Trời mạnh đi tôi vậy đó là mới ấy được. Trời ơi, chết cãi thôi. Trời ơi, trời ơi, mạnh mạnh á, chơi chân xa xa để mình lộn. Gần quá khó lộn. Anh đúng không á chứ. Em sao chọi mạnh được. Thật ra em mới chọi đó. Gì? Không đủ. Chị cho chọi kỳ ta. Dạ học đều kìa. Trời ơi, ông nội đó thì may đó đó, ông hướng đó đó. Ông nhà bên đây mà, nhà bên đây. Ừ. Anh Trang hả? Chúng tôi lên người Trang này không biết rồi. Tính phúc nha, tính phúc nha. À, có ai ở xa trước? Có hai bốn người gì làm theo trước? Ôi, bà thì đã lên rồi. Anh bà đã lên đẹp. Sao giọng lớn được? Rồi bóng bóng ghép rồi mà giọng lớn vậy? Bóng rồi đâu giọng được? Ai giọng? Nó bóng sao giọng? Nãy giờ tôi có nói giọng đâu? Tự nhiên giọng lớn. Ai giọng nó đi rồi. Giờ dám nói giọng rồi. Không trời ơi. Né giọng chạy. Vượt vượt né. Anh ba đại nghe cái biết liền rồi. Đại biết bao nhiêu. Đây đây tất cả là đi tạm đi. Giọng dụ cho ông Trăng á. Mời em ơi. Không à, bóc lên. Không à. Ê, mấy cho mấy lựa cho về cái nữa. Để thảo. Nên năn nỉ nó đi. Giờ chúng ta quý đâu. Anh cho em về cái thôi. Sao về nguyên bày về hết. Cái rồi. Cái một anh. Cái một thôi. Thôi khỏi con Thảo về. Để sao ông Thảo chọn về tú. Thảo về á. 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 Nhìn tin đây nè. Nhìn tin về luôn. Có lý á Thảo. Cứu bồ Thảo ơi, cứu bồ Thảo ơi. Coi cái dễ lên Thảo ơi, trời nó gọi là dễ Thảo nè. Cái dễ Thảo nè. Cái dễ Thảo nè. Trời ơi bảo tóc. Trời ơi mấy anh em mình kết thúc clip đây cả nhà ơi. Tại vì mình thấy nó đừ quá mình tha cho nó đó. Chứ là nó tới buổi đêm á. Chào cả nhà.